Anh hỏi tiếng gọi mình nha. Dạ, chị dùng cơm. Rồi, rồi mời cả nhà ăn cơm nghe. Nãy ha, thấy không? Nè, bữa nay là món gỏi khô cá sặc sầu đau. Cái món này á là ở dưới quê em nổi tiếng luôn á. Ủa vậy là em biết hả? Quê em An Giang. Trời ơi. Và cái món này là gần An Giang nè, đúng không? Bên Khmer đó, Khmer đó. Khmer đó. Món này là món của người Khmer đó. Dạ, món này là gỏi sầu đau. Nghe giờ tới ngon nè. Nước ngon. Cái này cũng như mà nước mắm chế lên chưa? Chưa, mắm chấm mình chấm cái này phải không? Chấm cái này mình trộn với nước me rồi. Trộn hết rồi, cay cay. Ui giờ nó đắng đã dễ sợ. Rồi nó chạy nè, tới não rồi. Ngon dễ sợ. Ngon. Giờ chị hỏi nè. Em là con gái miền Tây á, cái thời điểm đầu tiên mà em về tới nhà này nè, em bước vô nhà này làm dâu á. Em có bị sợ không? Dạ lúc đầu thì cũng hơi sợ, tại vì mình sợ làm dâu không có hợp được, cái mình chưa có biết cái gì hết trơn á. Thì mình cũng về nữa rồi nhiều khi sợ về làm không có vừa ý thì khó lòng ba mẹ á. Nhưng mà hoàn toàn trái ngược hết á, tại vì khi mà bắt đầu về làm dâu thì ba mẹ cởi mở, giống như là cũng tâm lý được là người sợ mình bị sượng á. Rồi ba mẹ cũng cởi mở coi với trong nhà rồi cũng chạy nhảy tung tăng vậy, không có gì hết. Nhưng mà cái tánh em là chị thấy em trực tính lắm luôn á. Lúc đầu em về chắc chị nghĩ em cũng làm mất lòng nguyên cả đại gia đình lắm ha. Hú hú, có ai ở nhà không? Gõ cửa đi chị Nga, gõ cửa đi. Trời ơi, cái cửa này mà gõ sao được. Ôi, chào em. Trời ơi. Xin chào. Chào nàng dâu. Chào má chồng. Trời gần quá. Rồi, chào cả nhà. Xin chào cô, chị Ngọc. Hôm nay thì Quốc Thường như Thúy Nga là từ chương trình gõ cửa thăm nhà tới đây để mà thăm nhà. Không biết nó thiếu ăn hay là cái tạng nó vậy không biết. Nó ốm nhát thà. Sao mà mày chọn đứa nào mập mập nó dễ đẻ cho mẹ tí. Nó ốm quá sao nó đẻ được con? Không cô, có nhiều đứa nó ốm nó đẻ dữ lắm à. Trời ơi, về năm trước sao đẻ rồi. Cô Mai từ khi mà tham gia chương trình mẹ chồng nàng dâu á thì về trong sớm á. Về sớm này nè, có nhiều người ta xem chương trình, người ta có ngưỡng mộ không? Có, người ta nói chứ, thí dụ như bạn bè lâu năm đó, mày lên chương trình là tao nhìn mày liền. Nó ra mày liền á, không ngờ mày giờ mày mập dữ hả? Vậy đó, mày mập dữ vậy mà mày lên mày vui, mày tiếu dữ hả? Bộ mày cuộc sống mày yêu đời lắm hả? Tao cũng hỏi thăm. Nó chợ chứ giờ không yêu đời sao được, thôi kệ nó đi tới đâu hay tới đúng. Đó. Dạ. Nó còn Ngọc thì sao? Vừa lên chương trình vợ chồng son rồi lên thêm chương trình mẹ chồng nàng dâu nữa. Em có nổi tiếng khắp sớm không? Thì lúc đầu em đi mua lại tiệm tạp hóa, em mua đồ á thì cũng mấy cái cô đó nhìn thấy quen quen đó, hình như thấy đâu trên TV rồi nè, chương trình gì nè. Cái em nói là phải chương trình mẹ chồng nàng dâu, cô có nói là đúng rồi. Cái người ta nhận ra rồi quá trời người ta biết người ta. Giờ thì cái cuộc sống của hai vợ chồng có cải thiện chút nào không? Không, hồi nào giờ thì tụi nó cũng bình thường không có gì hết. Dạ. Trai nó đi làm về nó cũng mệt rồi, cái ngồi nói chuyện với nó đó rồi tính toán cái gì cũng lâu đó, rồi cũng quên rồi. Xong cái nó trả lời lại, cái sao nói ba nó có nói nó mày im đi, mẹ mày biết cái tánh mẹ mày trả lời lên hơi là bả đi dừng bả lên nữa giờ. Thế nó đi lên lầu nó nói điên cho điên luôn. Rồi nó nói một câu nó vậy đó rồi mới giận. Mới chọc điên. Đó, giận quá trời luôn rồi cái xong cái chị này buổi trưa rồi cái về tự nhiên đâu ban đâu về luôn. Ban về cái gặp vợ luôn, cái nói mày á mày xúi chồng mày hồi nào giờ nó không có dám trả lời với tao, giờ lấy mày về đó, nó trả lời với tao này kia nọ rồi. Hai chồng mày cuốn gói đi hết trơn đi, cho ở ngoài tụi mày sống cái khổ cho tụi mày biết. Cái lúc đó là giận lẫy, là nói cái âm của mình là nó vừa phải hay là quát luôn? Quát luôn á. Quát, rồi lúc đó làm sao? Rồi sao làm sao, em sao có dọn đi không? Thì dạ đi luôn. Trời, cái gì mà chơi bảo tàng vậy? Ủa nhưng mà là dẫn con đi luôn hả? Dạ. Dẫn đi luôn, vợ chồng con cái dẫn đi luôn, tại tôi đuổi mà tôi giận rồi. Quá tôi đuổi, nhưng mà mình đuổi lẫy nó thôi. Tôi giận quá đuổi lẫy nó vậy đó. Ai dè mày ơi, nó đi thiệt luôn, nhớ nhỏ quá trời. Rồi đi nhiêu lâu rồi sao rồi trở về? Chắc chiều về đúng không? Không chắc... á, nhớ là đi khoảng chừng 2 ngày à, cái không nghe tâm tiếng nó gì hết trơn, cái hỏi thăm nó gan lắm, hai chồng cũng gan lắm, muốn nhà ông kia ở. À, đó. Ở gần đi không cô? Gần trong rừng Trần Soạn á. Cái ông xã ông nói chứ thôi em ơi, anh nhớ cháu nội quá, em đi kêu về đi em ơi. Ăn cơm cũng ngon em ơi. Dạ. Rồi cái vô chổng kiếm về cái ai kiếm, có nghĩa là cô dưới dưỡng. Tại mình kiếm. Đuổi nó mình kiếm. À, cổ tự đuổi xong cổ tự kiếm. Cô tự chạy xe đi kiếm. Cái về cái xong cái nó chưa về nó nói thôi mẹ ơi, để tụi con sống ở ngoài để con trải nghiệm ở ngoài thử đi mẹ cho biết. Cái nghe nói gì cũng giận, cho mày trải nghiệm đi. Cái về tính toán tiền nhà 3 triệu nè.
rồi tiền ăn, tiền uống nè, rồi tiền con, tiền cái đi học nè, cũng trên 10 triệu một tháng. Ừ. Mà chồng đi làm thì có 7-8 triệu một tháng, nó đi làm 5-6 triệu một tháng rồi sao? Rồi hết dư luôn. Khổ quá, vô cái phòng trọ ở nữa, nóng quá trời, nhỏ nữa. Ừ. Thôi vô chồng, không nói năng hết trơn á, đi vô tới chồng luôn, kêu xe ba gác, xốc đồ về. Kêu chủ nhà giờ nó ở được bao nhiêu rồi? Chủ nhà nó ở được mười mấy ngày, tôi tính cho ông tháng luôn. Rồi xốc đồ về. À là cũng bà mẹ chồng, bà bày chuyện ra xong bà tự bà hốt hụi đem về luôn. Nếu như không có thằng cháu nội là chắc cũng cho đi luôn quá. Thì sao? Không biết, không có cháu nội không biết. Đi nó nhớ cháu nội không? Nó cũng nói, nó nói chứ trời ơi mẹ đi tìm con gì à, có thằng bơ mẹ mới tìm con chứ không có thằng bơ. Đúng, tao có cháu nội tao mới đi tìm tụi bay á. Vì thằng nhỏ tao mới tìm tụi bay. Có nghĩa là qua cái câu chuyện này rồi, người mà phải mình phải cảm ơn nó là thằng bơm. Đúng không? Từ bữa đó cho tới giờ còn cái câu chuyện nào nó xảy ra giống vậy không? Dạ thì nói chung thì xưa giờ thì có cái này là cái gọi là vấn là lớn nhất. Tại vì hồi lúc mà cưới em về á là em coi cái clip mà hai vợ chồng đám cưới đó, thì em mới thấy vô tình thấy trên tivi á là trên cái clip á là mẹ cầm cái túi mà đựng chiếc lắc tay cưới nè rớt xuống cái bịch. Đã trên đây một lần, xong về quê em á rớt cái bịch hai lần, là cũng có một món đó thôi. Cái em vô tình em nói chơi với mẹ thôi, nói mẹ ơi con làm dâu mẹ chắc con khổ hai lần á. Cái mẹ dòm dòm cái mình cũng im im. Chắc là cái lần này là lần khổ đầu tiên đó. Còn lần khổ nữa thì em biết khi nào. Khổ muốn lắm hả? Trời ơi thôi nghe không, trời ơi mà anh nói nghe nè. Bỏ ngay cái ý tưởng đó đi. Cái đó nó xưa nó cũ lắm rồi. Đừng bao giờ tin cái điềm này điềm nọ chứ. Không phải, không phải tin. Không có tin. Nhưng mà là trong cái chuyện là sẽ tin đó. Không, trong cái chuyện cái suy nghĩ nó khác nhau. Làm dâu, mình ở làm dâu mà mình sẽ có chuyện này chuyện kia. Nhưng mà cái hay của bên má chồng em với em á là giải quyết ổn thỏa. Rồi nói chung là nãy giờ nghe qua câu chuyện của hai mẹ con thì anh với chị Nga phải nói là rất là mừng. Mừng là bởi vì sau cái cuộc mà ra đi đó, rồi quay trở lại đó, tới giờ là hai mẹ con rất là vui vẻ, thuận hòa với vui nhau. Vui chứ. Không? Nhưng bạn nhỏ nó còn nhưng... cái dòng rớt lần hai nữa. Không, không. Quốc Hưng là coi như là kiên quyết là coi như là đừng bao giờ khuyên tất cả mọi người đừng bao giờ tin cái chuyện đó. Không, đuổi nó một lần rồi nó ám ảnh, nó sợ một lần nữa thì lần nữa là có đứa hai đó. Nó sợ là có đứa hai đó. Nó ám ảnh nó nói vậy chứ ăn thua nó thôi. Không sao đâu Ngọc, đừng có nghĩ tới nó, hiểu không? Để ý nha. Những người phụ nữ mà càng mạnh miệng là tim yếu mềm lắm. Tại vì chị rút kinh nghiệm từ nhiều người chị gặp. Và trong đó cũng có chị nữa. Rồi mỗi lần chị giận chị là chào vào. Nhưng mà là mình nói cái miệng vậy thôi chứ mình không dám làm. Rất là mềm lòng. Rất mấy là người mềm, mềm lòng mà mềm liền luôn đó. Giống như là nóng ngay lúc đó như là nước nhúc như lửa vậy đó. Nhưng mà vừa cái cơn qua cơn đó là nó trùng xuống. Ta nói như cọng bún thiêu luôn. Đó là cái trường hợp là mẹ chồng em đó. Dạ đúng rồi. Thôi giờ nói chung là vui rồi. Đó thì hôm nay là gặp để mà hỏi han nhau một số chuyện. Sau đó là hỏi luôn. Chút là mình có ăn cơm cái gì vô mới nói chuyện cái 3-4 câu cái tự nhiên cái đòi ăn liền. Có trời ơi. Hồi nãy Ngọc có nói, cô có nói là mời hai chị em mình ăn cơm, đúng không? Đúng. Bây giờ phải nhắc khéo. Cũng là nghệ sĩ, cái tư cách của mình cũng là một MC nữa. Không, người ta nhắc khéo mình, đó. Mình, trời ơi. Mình vô đây mình phải giữ tư cách, mình đừng có làm mất mặt như vậy. Ơi, thôi giờ mình xuống nấu ăn liền cho tụi con cũng đói thiệt. Vô cái bếp của cô ha, gọn gàng ngăn nắp quá trời luôn. Đây cô làm món gỏi sầu đâu. Ủa gỏi cái gì cô? Sầu đâu hả? Rồi gỏi lá sầu đâu. Cái lá sầu đâu là cái lá nào? Đây lá này. Ồ. Lá này cô đang ngâm muối. Vậy là chắc lần đầu tiên con ăn quá à. Mà cái lá này nó chua hay là nó sao cô? Nó sẽ nhẫn đắng nhưng mà nó sẽ hậu ngọt. À nhẫn đắng, như là đắng cay ngọt bùi nó dính trong này hết trơn phải không? Đúng rồi. Nó nhẫn quá. Đó, ăn không được đâu. Một chút. Trời ơi cô ơi, nó đắng mùi hôm ngô ủ qua nữa. Đúng rồi, đắng lắm. Để mà cô chế biến là ăn được hả? Vậy hả? Đúng rồi, không ăn sống được đâu. Trời ơi, nó đắng dữ thần luôn. Mà làm gỏi này đặc biệt là không có làm chanh hay làm tắc như cái gỏi khác mà làm là me. Dạ. Đó. Ủa cô, ở trong nhà vậy là cái người mà bếp chính là ai cô? Bếp chính là cô. Trời. Cô nấu nhưng mà chú nấu cũng ngon lắm. Ủa vậy hả? Nhưng mà cô ở đây là hiện tại trong nhà mình là có những ai? À, hai vợ chồng thằng lớn sống với cô với hai vợ chồng thằng Út. Còn hai chồng giữa thì nó ở riêng. Cô có bốn đứa con. Coi như dâu cả với dâu Út á. Là ở đây với cô.
mà hai dâu là không có đứa nào phụ cô miếng nào hả? Có chứ, có phụ chứ. Dạ. Nó đi làm thôi chứ nó về là nó phụ, hoặc là ngày chủ nhật là thứ bảy mà nghỉ. Dạ. Thì chị em nó sẽ đi chợ với nhau. Ở ngày đó là cô nghỉ. À, ngày đó cô được nghỉ ngơi. Dạ. Là hai nàng dâu sẽ trổ tài cho cô ăn. Đúng rồi. Mà thường dâu cô thấy nó nấu ăn ngon không? Nhau nấu ăn ngon, tại vì một đứa thì nó ở làm dâu cô cũng trên 10 năm rồi thì quen. Dạ. Học cách của cô rồi. Rồi còn đứa thì khoảng 3 năm rồi. À, là dâu Út đó. Đó, dâu Út đó. Nhưng mà ví dụ như cả nhà mình đi làm cả ngày rồi buổi chiều là về tập trung ăn cả nhà luôn. Đúng rồi. Là ăn chung mâm hay là mỗi người xách một tô ăn, hay ăn là ăn chung mâm hết? Ô vui ha. Vì vui á, ăn chung mâm. Dạ. Dạ. Thí dụ như có đứa mà tăng ca hay tăng gì đó thì dạ, về nó ăn riêng thôi. Còn đứa này về từ khoảng 6 giờ là ăn cơm rồi. Ồ. Là tăng đạn vậy là cô ở nhà cô lãnh đạn vụ nấu cơm hết. Nấu hết luôn. Đúng rồi. Cô là một người rất là kỹ càng ha. Mỡ heo chiên lửa lớn được, dầu xào chiên ngập dầu lửa lớn được, dầu ô liu trộn dầu giấm xào thịt bò chiên trứng lửa vừa. Chứng tỏ là cô ghi này là con biết mấy con dâu cô vô bếp tệ lắm, cô mới nốt thông tin gì nè, đúng không? Đúng rồi. Thấy không? Nó chiên nhiều khi là nó chiên dầu ăn mà nó để dầu ăn ít đó, mà lửa lớn rồi cháy, rồi cháy đồ ăn mình ăn nó bệnh. Rồi thấy không? Bà mẹ rất là kỹ. Vô tư giải nghiệp mùa nóng cùng Ruy bảo hành lên đến 10 năm. À cha, cái phòng này là cái phòng kỷ niệm đúng không? Dạ. Thở Tú, em mới đi đâu về à? Dạ, em mới vừa đi làm về đó. Tú làm bên công việc gì? Em là kỹ thuật viên ô tô. Hồi nãy trước khi Tú về thì anh cũng đã có dịp trò chuyện với hai mẹ con. Đó, thì anh cũng biết được cái sự cố hai vợ chồng cuốn quần áo đi ra khỏi nhà ở được mười mấy ngày đó. Trước giờ là em ở nhà này và 14 ngày em đi khỏi nhà, em ở một cái nhà người lạ, thì cái cảm giác của em lúc đó như thế nào? Thực tình rất là buồn anh, giống như là anh hiểu là nơi trong nhau cắt rốn, nơi mình lớn lên vậy đó, cũng rất là buồn. Nhưng mà cái sự cố đó cũng cho em nhiều bài học, nhưng mà rồi cũng cho em nhiều thứ để em hiểu rõ vợ em hơn với ba mẹ em hơn. Khi ra ngoài vậy em mới thấy là vợ em thay đổi nhiều, rồi ba mẹ em cũng thực sự quan tâm em nhiều hơn. Tức nghĩa là ba mẹ vẫn hỏi thăm là mẹ con ăn ở làm sao, ngủ nghỉ làm sao, rồi hỏi vợ con ăn uống được không, nghỉ ngơi được không, rồi hỏi tới thằng con của em. Nó ăn uống ngủ nghỉ có quen chỗ quen giấc không, thì mới thấy là tình cảm của ba mẹ dành cho mình vẫn không bao giờ là vuông ngoài hết. Tức là mặc dù là đi ra ngoài nhưng mà được bữa hai bữa là ông bà chủ động gọi điện cho em đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ em không chủ động gọi về. Dạ. Có thấy kỳ không? Em thì cũng rất là thấy kỳ. Em tính là ngày thứ ba thứ tư á là để mọi chuyện nó nguôi ngoai dần hết em mới điện. Nhưng mà ai về thì ba mẹ điện trước. Em biết lý do gì ông bà gọi trước không? Dạ biết chứ anh. Vì là gì? Do thương mình. Chứ giờ ba mẹ không thương hai vợ chồng sao mà gọi mình trước được. Nhiều khi cũng do nhờ anh nhỏ nhỏ con em. Không phải, hay anh nghĩ là thật ra là nhớ em á. Dạ. Mượn bơm để nói. Để nói, để nhớ em á. Rồi lúc mà ngồi ăn cơm với nhau có ba người. Dạ. Ý, tính ra là thằng bơm nó cũng chưa ăn được đúng không? Dạ lúc đó chỉ ăn cháo. Ăn cháo. Ừ, hai chồng người ăn vậy có nhớ bữa cơm gia đình không? Dạ nói chung là cũng có, nói chung là thật sự là lúc ra riêng mới đầu cũng chưa có quen lắm, cũng buồn. Nói chung là bước vô căn phòng đi làm về là mình cũng đã buồn rồi. Nhiều khi thật sự là khi đi ở ngoài về nhà trọ là em chỉ không muốn về. Nhìn vô cái căn phòng trọ nó không muốn vô. Tại vì cái cảm giác là cái phòng nó không có thoải mái lắm, thật sự là không thoải mái. Có bao giờ mà đi lạc đường không? Có bao giờ mà đi lộn á? Muốn về nhà giống như đi về phòng xong có đi lộn về nhà này á, có không? Dạ có chứ, những lúc mà hay buổi chiều đi về là em chạy thẳng một cái đường hẻm, một đường hẻm hay về tới nhà này. Quán tính. Dạ quen, chạy xong cái chạy vừa tới chực á tự nhiên thấy nhà mình nữa, mà hên thấy nó có con hẻm quẹo là em quẹo liền. Tính em là con trai mà, nhưng mà nó cũng buồn á, nói chung là cũng dễ khóc lắm. Em thấy căn nhà mà em bước vô căn nhà là em khóc liền. À, thấy vậy em quẹo đi, em quẹo chạy thẳng mặt liền. Nếu lúc đó vừa thắng vừa chạy tới gặp má mình thì sao? Chắc
chắc em cũng nói thiệt tình cũng không đừng biết. Khóc nó nghe trời. Cũng không biết nói lời nào đó. Chứ nếu mà có gặp thì em cũng hỏi mẹ khỏe không gì này nọ. Tại vì giống như là có người hay nói là càng lớn thì cái khoảng cách giữa mình với cha mẹ nó càng xa vời, khó mà có kết nối được. Lúc mà ôm con mình có nhớ ba nhớ mẹ không? Tối ôm ngủ con thì nhớ rất nhiều anh. Thì mình nhớ lại cái lúc nhỏ thì mẹ ôm mình, ba ôm mình ngủ như thế nào, thầm lên cánh tay của mình ngủ như thế nào. Nhưng mà hai đứa cái thời gian mà ở như vậy đó, nó có không khí nó có nặng nề không? Tâm lý rất là nặng nề. Nhiều khi mình ra đi rồi nhưng mà lòng mình không có thoải mái. Mình còn trăn trở, cũng còn buồn. Buồn là vì xa ba, xa mẹ, xa gia đình cũng buồn. Buồn thứ hai nữa là cha mẹ cũng chưa hiểu mình. Lúc đó mình nghĩ là cha mẹ chưa hiểu mình. Rồi mình thì cũng không biết được lý do tại sao nó dẫn đến như vậy. Cái cảm giác quay trở về nhà mà đặc biệt là mở cái cửa phòng này, bước vô trong phòng này 14 ngày nó có sạch sẽ không? Hay là nó xô bồ xô bộn giống như cái lúc mình đi? Quay về mở cửa phòng ra, nói chung là cũng hạnh phúc, cũng muốn khóc tại vì rất là nhớ phòng, rất nhớ nhà. Giờ nói chung là tụi em về là thấy phòng sạch lắm. Dạ, giống như là mình nghĩ là chắc là ba mẹ ngày nào cũng lên đây dọn. Đúng rồi. Quen dọn đó. Cho đỡ nhớ á, giống như là vậy. Từ lúc về nhà tới giờ, dạ, có bữa nào ngồi lại với ba mẹ, nói với ba mẹ về những cái chuyện nó đã xảy ra không? Từ bữa giờ về á, thì hai vợ chồng em cũng nói thật sự là cũng chưa có cơ hội để ngồi mà nói với ba mẹ một cái gọi là một cái câu chuyện đó lại, sự việc đó lại, một cái giống như là một cái cách đàng hoàng, nên là chưa có thể hiện được cái gọi là cái sự hối lỗi của mình. Cho nên là hai em không cần phải đợi ai nói, nhưng chắc chắn hai em cũng đã nhận ra được cái việc mà mình ra đi như vậy, mình được cái gì và mình mất cái gì. Rõ ràng là không có được cái gì cả mà mất rất nhiều, đúng không? Và anh thiết nghĩ kể từ bây giờ cho đến về sau, chắc chắn hai đứa sẽ tích cực hơn trong cuộc sống, sẽ dĩ nhiên phải biết điều hơn, bởi vì cuộc đời vốn dĩ rất là ngắn ngủi, thì chúng ta nên trân trọng và biết phải cư xử như thế nào để gọi là đừng có làm cho ba mẹ buồn lòng. Có trộn vô dưa leo nữa nè, qua nè cô. Rồi cái đợt mà hai đứa con nó bỏ đi vậy đó, là lúc cô kêu về rồi hai người con có ai xin lỗi cô không? Có, con dâu nó xin lỗi. Ủa mà sao kỳ vậy? Con nhớ là cái câu chuyện là cô nói là con trai sai mà sao cuối cùng con dâu đứng ra xin lỗi là sao? Lúc mà mình rước nó về nó không chịu về đó, rồi nó đòi trải nghiệm ra cho cuộc sống của chồng đó. Nó muốn coi như nó giận mà nó cũng muốn đi, nó muốn đi nó cũng chẳng muốn về đây đó. Nhưng mà mình thương con cháu, mình thương cháu mình quá. Với lại con trai thì nó lại buồn. Mà thằng trai thì nó thương vợ nó không đâu dám lên tiếng, nó đòi về. Đó, nhưng mà chừng mười mấy ngày sau rồi tôi đi là tôi quyết định là đem về luôn. Nói không về tôi cũng cho về luôn. Nhưng mà trong hai người con dâu thì cô cảm giác là cô lo cho người con dâu nào nhiều nhất? Lo cho con dâu út. Nó ăn nói thì phải tế nhị lại chút xíu. Dạ. Chứ mình nói là trực tánh quá thì cũng không được. Dạ. Mình ra đời mình trực tánh quá thì cũng không được. Dạ. Mình phải cái trầm tánh một chút xíu đó. Để giải quyết mọi vấn đề cho nó ổn thỏa. Còn dâu út đi làm đâu nghe phàn nàn tới đó. Người ta tới là phàn nàn hả cô? Không, nghe nó về nó phàn nàn á. Là mình biết tánh ra rồi mình nói đó thôi con. Kể người ta nói gì rồi mình từ từ thôi. Mẹ nó không được, nằm với nó trèo đầu trèo cổ mình. Chơi chứ luôn không cần. Nói gì là biết là con dâu rất là bộc trực và thẳng thắn đó. Thôi tụi con ăn đi con. Khoan. Hình như là còn thiếu đúng không con? Như thiếu dưỡng chứ. À, hôm nay tại vì gấp đó, rồi hôm nay là ngày vô cái ngày của anh đi vật lý trị liệu cái chân á. Hồi nãy có điện rồi mà còn tới 2-3 người nữa mới tới ảnh, đông lắm. Anh thử anh về không kịp, tuốt ở dưới nhà bè lận. Như vậy là cuối cùng cái bữa cơm của mình cũng không trọn vẹn nữa. Rồi còn thiếu anh chị dâu nữa. Cũng là tăng ca, tăng ca chưa về. Đang tăng ca chưa về. Em nói nó ngủ. Dạ ngủ rồi anh. Trời ơi. Dạ.
Cũng may nó ngủ đó nghe, nó mà lên bàn mâm chắc khỏi ăn luôn đó đúng không? Hả? Thì coi như là hôm nay là dắn đi là ba người. Bù vô là có Thúy Nga, Quốc Thuận ngồi đây. Thôi vậy đi, thôi mình ăn đi, ăn. Trời cảm ơn quá, cảm ơn. Vậy người ta phải mời mình chứ. À quên, chị kỳ vậy. Sao chị có cái nết ngộ ghê. Vô tới nhà ai mà nhìn đồ ăn cái là miệng thì la Quốc Thuận. Nhưng mà lòng mình á thì cứ muốn ăn trước người ta. Nãy giờ thấy nhìn cái gì nè. Dạ cảm ơn cô. Dạ trời ơi, mừng quá. Dạ cũng mời cả nhà. Trời mừng quá, đợi tiếng gọi mừng vậy. Sợ chị dùng cơm. Trời ơi, mời cả nhà ăn cơm nghe. Nãy ha, thấy không nè, đây là món gỏi khô cá sặc sầu sầu đau. Cái món này á là ở dưới quê em nổi tiếng luôn á. Ủa vậy là em biết hả? Quê em An Trời Giang ơi. Và cái món này là gần An Giang nè, đúng không? Bên nước Khmer đó, Khmer đó. Khmer đó. Món này là món là người Khmer đó. Dạ, món này là gỏi sầu đau. Nghe giờ tới ngon nè. Nó ngon. Cái này cũng như mà nước mắm chế lên chưa? Chưa, mắm chấm mình chấm cái này phải không? Chấm cái này mình trộn với nước me rồi. Trộn hết rồi, cay cay. Ủa giờ nó đắng đã dễ sợ. Rồi nó chạy nè, 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 nó chạy nè tới não rồi. Ngon dễ sợ. Ngon. Giờ chị hỏi nè. Em là con gái miền Tây á, cái thời điểm đầu tiên mà em về tới nhà này nè, em bước vô nhà này làm dâu á. Em có bị sợ không? Dạ lúc đầu thì cũng hơi sợ, tại vì mình sợ là sợ làm dâu đó không có hợp được, cái mình chưa có biết cái gì hết trơn á. Thì mình cũng về nữa rồi nhiều khi sợ về làm không có vừa ý thì khó lòng ba mẹ á. Nhưng mà hoàn toàn trái ngược hết á, tại vì khi mà bắt đầu về làm dâu thì ba mẹ cởi mở, giống như là cũng tâm lý được là người sợ mình bị sượng á. Rồi ba mẹ cũng cởi mở coi trong trong nhà rồi cũng chạy nhảy tung tăng vậy, không có gì hết. Nhưng mà cái tánh em là chị thấy em trực tính lắm luôn á. Lúc đầu em về chắc chị nghĩ em cũng làm mất lòng nguyên cả đại gia đình lắm ha. Dạ nói chung là lúc đầu do em về em cũng biết cái tính em cũng vậy, như là nó bộc trực á. Nói cũng không có giữ ý dư tứ, nhiều khi nói mà mình không có suy nghĩ nhiều á. Nên nhiều khi buồn lòng anh chị hoặc là ba mẹ gì đó. Có những cái chuyện gì buồn em tâm sự đó là khi mà em muốn chia sẻ thì cái người đầu tiên em nghĩ đến chia sẻ là em sẽ nghĩ tới mẹ em hay là em chia sẻ với Ngọc? Nếu mà trường hợp đó thì nếu mà với mẹ với vợ không á thì là em sẽ tâm sự với vợ em. Dạ. Còn thường thường nếu mà đối với vai trò cho ba mẹ á thì là em hay tâm sự với ba nhiều. À là dạ, hay tâm sự với ba. Dạ, nhờ ba truyền đạt lại với mẹ. Tại sao em không tâm sự với mẹ? Em cũng không hiểu nữa, thì nói chung mẹ con vẫn bình thường, không có vấn đề gì hết. Mẹ em rất là tâm lý em. Mà em cũng không hiểu sao là có khoảng cách, tại vì chắc người đó là nước mắt chảy xuống. Ba hay nói này nọ rồi biết rồi quen rồi tâm sự với ba, nhờ ba nói giùm nhờ với mẹ. Cô, rồi cho con hỏi nè, mỗi lần mà ví dụ như cô mà cô muốn góp ý thẳng thắn Ngọc hay là cô muốn nói về hai vợ chồng thì cô đưa trong cái buổi ăn tập thể cô góp ý hay là cô để ăn xong cô nói? Có cái bữa ăn rồi mình nói cho nó, cho nó nghe nó tiếp thu nó. Nhưng mà nói thì cũng như nói trước. Giờ tụi con ăn, mẹ nói nhưng mà tụi con ăn bình thường. Mẹ nói là mày dạy thôi chứ không phải mày nói mày la mà tụi bay bỏ ăn đứng lên là có chuyện với tao à. Mày dặn trước vậy. Dạ. Có nhiều khi nói vợ nó không giữ ý, vợ nói liền chứ bộ. Vậy hả? Ừ. Nhưng mà cái thời gian đầu là rõ ràng khi mà nói như vậy là em rất khó chịu. Dạ đúng rồi, tại vì lúc đó mình chưa hiểu mẹ. Mình thật sự chưa hiểu mẹ. Giờ la có khó chịu không? Dạ con thấy bình thường mà. Ủa không? Nó rồi. Trai à. Mà ngày nào mà không nói vậy khó chịu. Dạ. Đúng không? Dạ đúng rồi. Ông mà hồi lúc mới về á thì mẹ la thì nói sao mẹ hay khó chịu với mình quá, hay la hay là mẹ khó quá. Xong tới lúc về sao cái bữa nào mẹ mệt mẹ không nói á. Nhưng mẹ giận mình hay gì á, hay là sao không nói chuyện với ai chứ. Thấy lo hơn. Dạ đúng rồi. Chẳng hạn ồn ào gì đó mà đỡ lo. Nhưng mà tại vì sống lâu rồi em biết tính mẹ, tại vì mẹ giận mẹ còn la là mẹ còn thương, mà mẹ im luôn là mẹ bỏ rồi đó. Khi trở về và cho tới bây giờ hai đứa có bao giờ ngồi nói chuyện với mẹ về cái chuyện mà chúng ta đã lỡ lầm ra đi vậy chưa? Dạ thật ra thì từ lúc ra đi tới giờ thì em với chơi phía khi quay về á thì em với chồng em quay lại em cũng chưa có nói với mẹ lời xin lỗi. Tụi con còn gọi là quá khi mà không hiểu mẹ mà lại bỏ nhà đi. Giận thì ba mẹ chỉ gầy la vậy thôi, nhưng mà tại vì cho tụi em bồng bột chưa có hiểu chuyện đó nên có làm buồn ba mẹ. Mẹ ơi cho con gửi lời xin lỗi mẹ, gửi cảm ơn mẹ những lúc đã bao dung bỏ qua những lỗi lầm của con.
cảm ơn mẹ đã dạy dỗ con. Con hứa là con sẽ cố gắng học hỏi mẹ nhiều để lo cho chồng và con của con và gia đình của mình. Con xin lỗi mẹ rất nhiều. Còn Tú thì sao? Nhân dịp đây thì con cũng xin lỗi mẹ những cái việc vừa rồi, chắc là do cũng một phần do lỗi của con. Thì qua đây thì con cũng xin lỗi mẹ nhiều, rất nhiều. Con có con đến giờ con mới hiểu được cái công sức mà ba mẹ nuôi con rất là nhiều. Nuôi nó là cả một cái trời sông trời biển không gì sánh được. Thì ơi, qua chương trình thì con cũng hứa cố gắng sống tốt cuộc đời của mình để không phụ lòng mà công ơn ba mẹ nuôi dưỡng. Thứ hai thì con sẽ cố gắng dạy dỗ vợ con để cho mà gia đình mình luôn đầm ấm. Mong ba mẹ cứ đóng góp ý kiến để vợ con ngày một tốt hơn. Trời thôi, được rồi, mẹ không có đóng góp ý kiến đâu mà mẹ dạy chứ phải không có đóng góp ý kiến. Mà tụi con nghe lời mẹ thì nghe, còn bây giờ nếu mà tụi con bướng bỉnh con không nghe biết sao giờ. Nhưng mà bổn phận mẹ thì mẹ cũng phải làm tròn. Mẹ phải nuôi con, nuôi cháu đó, cho nó nên người. Đó. Mẹ dạy tụi con từ nết ăn, nết uống, rồi nết đi, nết đứng, nết ăn, nói chuyện với người ta như thế nào phải tế nhị. Chứ không phải lúc nào mình cũng lướt người ta hoặc lúc nào là mình cũng phải muốn hơn người ta không được. Có những trường hợp mình phải nhẫn, mình thua xúc người ta, rồi người ta sẽ suy nghĩ lại cho mình. Chứ là mình nói chuyện lúc nào mà cũng lướt mình đòi hơn người ta không có suy nghĩ lại cho mình đâu. Đó, không, người ta nói mình là khôn lỗi thôi. Thì mẹ đi giờ là gần 60 năm rồi, mẹ mới biết rồi. Đó. Thì mẹ dạy nhiều khi con ghét mẹ, con nói tại sao mẹ cứ vậy ghét, nhưng mà sau này con suy nghĩ rồi con biết vậy thôi. Dạ, đó. Con cảm ơn mẹ. Thật sự lúc nãy chị cũng có ngồi đây nấu ăn với mẹ đó, thì chị thấy là mẹ là cái người mà thương Ngọc nhiều nhất á. Tại vì khi chị hỏi là mẹ lo cho ai nhất thì mẹ nói là mẹ lo cho em nhiều nhất. Tại vì chị thấy mẹ nói là tại vì em còn trẻ quá, với lại cái tánh em nó còn bồng bột quá, với lại cái cách nói chuyện của em nó không có khéo léo, ra đời là sẽ bị người ta như này nọ. Nhưng mà cái mà điều chị thấy là mẹ thương em là ở cái chỗ nào biết không? Tại lúc này em hỏi là chị hỏi là rồi cái bữa hôm rồi hai vợ chồng đi về có xin lỗi chưa, nhưng mà mẹ nói một câu là nó xin lỗi rồi, nhưng mà chị biết là mẹ che cho em. Nhưng mà hôm nay cái bữa nói chuyện ngày hôm nay tự nhiên vô tình lúc mà ăn này thì Quốc Thuận lại hỏi lại, thì khi em khoanh tay xin lỗi là chị biết đây là bữa đầu tiên em ăn cơm chung với mọi người, và em cũng xin lỗi mẹ nhân tiện trong cái chương trình này. Thì chị biết đây là cái lời xin lỗi đầu tiên và rất là chân thành của em. À, tiếc rằng thằng không có chú ở nhà, chú ở nhà thì chắc chắn chú cũng sẽ rất là vui và sẽ rất là mừng, là bởi vì nhìn thấy một cái sự chân thành từ người con dâu của mình. Thì cũng như thông qua chương trình thì hôm nay con có một món quà nhỏ nhỏ tặng mẹ. Con đã chuẩn bị rồi nhưng mà bây giờ con mới dám tặng mẹ. Thế là chuẩn bị lâu chưa? Dạ thì món quà này con cũng có chuẩn bị từ rất là lâu rồi, để cung định là tới sinh nhật của mẹ và ba con sẽ gửi tặng mẹ với ba. Nhưng mà hôm nay là cũng gần đến rồi nên con sẽ tặng cho mẹ một món quà, mong rằng mẹ sẽ thích. Dạ, đây là món quà của ba, nhưng mà hôm nay ba chưa có về kịp thì con gửi mẹ, mẹ mong mẹ chuyển đến ba giúp con. Rồi, mẹ cảm ơn con, mẹ mong rằng từ đây thì sau tánh tình con thay đổi cho mẹ được vui, ba được vui. Rồi gia đình nữa, cả gia đình vui vì con luôn. Rồi mẹ chỉ có lời vậy nhắn tới con vậy thôi. Chú ơi chú, con chỉ ôm giùm chú thôi. Nhưng mà ôm cái món quà này á, tự nhiên thấy nó ấm áp làm sao và thấy nó vui làm sao. Chắc chắn rằng là chú đã cảm nhận được cái món quà này rồi phải không? Đó, bây giờ ôm tự nhiên cái nó lay cái ấm để chia sẻ với niềm vui của gia đình ha. Thì hôm nay thì hai chị em Thúy Nghe với Quốc Thuận đến đây còn có một món quà gửi tặng cho gia đình mình ha. Đợi con chút xíu nha. Chị Nga ăn nữa đi chị ốm lắm đó. Chị ốm lắm đó. Đây. Nãy giờ nhìn qua nhìn lại cái bếp như đĩa tới đĩa lui thì thấy nhà mình xài bếp ga không à. Đó. Cho nên là Quốc Thuận xin thay mặt cho chương trình, thay mặt cho nhà tài trợ gửi tặng gia đình một cái bếp điện từ. Đó. Đây chính là bếp từ Ri, thiết kế mỏng, thời thượng, công suất 2100W, giúp nấu nướng nhanh hơn, ngon hơn với nhiều chức năng nấu. Đây là một sản phẩm bền bỉ được bảo hành
2 năm. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn nhiều đến Thúy Nga với Quốc Thuận đã ghé nhà quý quá trời luôn. Dùng bữa cơm gia đình nữa. Nhưng mà tiếc ngày hôm nay là ông xã ông đi chữa bệnh chưa có về. Nếu không trả thì càng vui thêm nữa. Cho hỏi nghe, bình thường ở nhà đó là bác đi chữa vật lý trị liệu, đi chữa bệnh như vậy là bác đi một mình hay chở bác? Thường thường đi một mình, bác đi không đa được. Ông xã đi không đa được. Có bao giờ mà Tú chở ba đi không? Thường thường đi làm về là 7-8 giờ tối mới về không? Nhưng mà anh có một cái lời khuyên, nếu như sắp xếp được, đưa ba đi. Tại vì nào giờ tâm sự, toàn tâm sự với ba không mà. Lúc ba đi chữa bệnh thì lại để ba đi một mình, đúng không? Có thể nó không phải là ngày nào cũng chở, nhưng nếu sắp xếp được, đưa ba đi. Nghe chưa? Thực sự hôm nay thì con rất là cảm ơn cô cho con một bữa ăn rất là ngon. Nói chung đây là lần đầu tiên con ăn cái món này luôn nè, cực kỳ ngon luôn. Vậy là con cũng cảm ơn là cái bữa trò chuyện của ngày hôm nay cho con được nhiều bài học, và con cũng cảm thấy là con hạnh phúc khi mình được gặp những cái cuộc sống nhìn bình thường vậy thôi, nhưng mà họ cũng có nhiều cái hạnh phúc rất là giản dị. Dạ, nãy chị Thúy Nga chị nói là chị thích ăn món gỏi sầu đâu này đúng không? Vậy thì Quốc Thuận cũng cầm dĩa gỏi này lên và hy vọng là sầu ở đâu á, kể đừng sầu, đúng không?